Video ngày hôm nay Trinh sẽ review một cái sản phẩm dưỡng da của nội địa Trung mà Trinh thấy rất là lâu rồi, chứ không phải là mới nổi gần đây, nhưng mà Trinh chưa có xài qua bao giờ hết. Và Trinh quyết định là sẽ review em nó trong video ngày hôm nay. Đây chính là em mặt nạ của hãng Laiku Matcha Mud Mask. Mọi người biết là tình yêu của Trinh đối với mỹ phẩm có chiết xuất trà xanh như thế nào rồi, nên là khi mà Trinh thấy cái em sản phẩm này mức giá có mấy chục ngàn à mọi người, nguyên một hũ 85g mà còn là sản phẩm của nội địa Trung nữa, nên là Trinh quyết định sẽ đem em nó vào mổ xẻ với mọi người. Mọi người thấy là cái hộp Trinh vừa mới đem về chưa có mở seal chưa gì hết luôn, còn mới nguyên. Bây giờ mình sẽ cùng bóc tem nha. Rất là nặng tay luôn á, mà bao bì cảm thấy cũng khá là chắc chắn nữa. Đó, có cả barcode nữa nha. Mình mở ra bên trong thì cái hộp nó sẽ như thế này. Cái hộp rất là cứng cáp. Trời, lúc mà Trinh tưởng nó là một cái hộp nhựa thôi, ai ngờ nó là một cái hộp đá, một cái hộp thủy tinh luôn á. Cầm siêu siêu nặng tay luôn. Đây là cái chất bùn của nó. Đây là mặt nạ bùn nha. Cái chất của nó khá là đặc luôn á. Mọi người thấy Trinh dốc vậy mà nó cũng không đổ ra. Cái mùi matcha trong em này cực thơm luôn. Trời, cái mùi nó rất là thơm, rất là dễ chịu, chứ không có bị quá nồng hay là bị hóa học gì hết á. Thơm quá, thơm quá. Theo như Trinh đọc được á, em này sẽ có những cái tác dụng. Thứ nhất là làm sạch sâu, giảm và ngăn ngừa mụn, kiểm soát dầu, xoa kích lỗ chân lông, trị mụn đầu đen, dưỡng ẩm, ngăn ngừa lão hóa, làm sạch da, tái tạo da mới. Và mỗi lần em này thì chỉ đắp trong vòng 15 phút thôi, sau đó rửa lại với nước ấm, dùng từ 2 đến 3 lần một tuần. Ok, here we go. Cái chất bùn của nó siêu đặc luôn á. Khi mà lên trên da thì cảm giác đầu tiên khá là mát. Mùi nó giống cái mùi kem matcha quá. Thơm quá. Nhàng bằng tay đúng là nó đều hơn thật. Cảm giác khi mà vừa đắp lên thì nó hơi mát mát, nó không có bị chăm chích. Quan trọng là cái mùi hương của nó cực thanh mát luôn, rất là dễ chịu. Lúc nãy vừa mới đắp thì nó chỉ hơi mát mát thôi, nhưng mà bây giờ cảm giác nó hơi bị the quá mọi người, nên là nó hơi rát rát một chút xíu nha. Không biết là mọi người có bị giống vậy không, hay tại vì da Trinh mỏng quá. Đó, Trinh phải thổi như vậy thì nó đỡ rát hơn. Em này thì phải đắp tới 15 phút lận, cho nên là trong lúc đó thì Trinh sẽ unbox những cái hộp đồ mà Trinh vừa mới nhận được sẵn khoe với mọi người luôn nha. Ok mọi người, bây giờ tụi mình sẽ cùng unbox với nhau những cái hộp đồ mà Trinh vừa mới nhận được. Ta-da! Đầu tiên thì đây là cái túi quà đến từ Itskin. Đây là lần đầu tiên mà Trinh thấy những cái sản phẩm skincare của Itskin. Trước giờ thì Trinh chỉ có thấy son thôi. Ở đây thì Itskin Việt Nam có gửi cho Trinh 3 sản phẩm. Một cái tip sữa rửa mặt Snail Priming Plant Cleansing Foam, một cái em Accents và một cái em Gel Cream. Bộ ba coi như là đủ 3 bước luôn: rửa mặt, tinh chất, xong rồi đến cream khóa ẩm. Những cái em này thì nó sẽ có tác dụng là dưỡng ẩm nè, làm trắng nè, cải thiện khuyết điểm, mang lại làn da mịn màng, tươi sáng. Dòng này là dòng Priming, có nghĩa là làm sáng. Ở trong em này có chiết xuất snail là mật ong, là ốc sên. Cái packaging nhìn rất là sang luôn á mọi người. Một cái màu trắng ngọc trai. Wow. Cái mùi hương của kem này cũng rất là nhẹ nhàng. Chất của nó thì Trinh cảm giác là nó hơi đặc hơn so với những gel thông thường chút. Biết mọi người có thấy không? Mùi rất là thơm. Ok, thì Trinh sẽ dùng thử cái bộ ba này, sau đó sẽ review chi tiết cho mọi người nha. Thank you Skin Việt Nam. Tiếp theo, ở đây thì Trinh có một cái món quà từ một cô em xinh đẹp. Oh, trời ơi, dễ thương chưa? Oh, dễ thương. Em này là lip scrub, tên là Sweet Talker của hãng Besson. Thì Besson là một cái hãng mỹ phẩm của Việt Nam, và Trinh rất là may mắn có dịp được làm quen, gặp gỡ đôi lần với một trong những bạn co-founder của hãng Besson Việt Nam. Thì những cái thành phần của trong mỹ phẩm của Besson nó đều là những cái thành phần rất là thiên nhiên, và với một cái mức giá cả cũng khá là phải chăng nữa. Này,
như là cái em lip scrub này thì có chiết xuất là 100% thiên nhiên với dầu gốc và trà xanh hữu cơ. Trời ơi, lại là trà xanh nữa. Bao bì rất là đáng yêu luôn á mọi người, nhìn nó giống như một cái hộp lip balm á, nhưng mà em này thì có thể sử dụng để làm tẩy da chết cho môi. Và trong đây thì có hai phần khác nhau nè, thì một bên chắc là dầu gốc, một bên là trà xanh. Cái mùi rất là dễ chịu luôn á, ngửi giống như là kiểu mùi thiên nhiên lành tính rồi. Thơm quá. Một lát nữa chị sẽ thử em này nha. Thank you Hạnh rất nhiều, thank you Bestson Việt Nam. Wow, cái chất của nó rất là mềm luôn á mọi người. Chính tưởng là nó cứng như kiểu sáp vậy chứ. Sau khi mà tẩy đi với nước rồi á, thì Trinh cảm giác là trên môi của mình vẫn còn một cái lớp dầu. Và cái điều lạ lùng nhất ở đây là môi của Trinh vẫn cảm giác cực kỳ ẩm, giống như là mình vừa mới bôi son dưỡng lên vậy. Đây là lần đầu tiên mà Trinh sử dụng một cái sản phẩm tẩy tế bào chết cho môi mà nó làm cho môi của Trinh ẩm như vậy, không cần phải apply son dưỡng ngay lập tức. Thì bình thường mà Trinh sử dụng những cái loại tẩy tế bào chết thông thường khác á, là sau một cái là môi của Trinh nó khô căng mà kiểu nó rát rát, Trinh phải đắp ngay một cái lớp lip sleeping mask, một cái lớp mặt nạ ngủ dành cho môi rất là dày lên. Nhưng mà em này thì không hề, tại vì Trinh nghĩ trong đây nó có chiết xuất rất là nhiều những cái tinh dầu dưỡng á, nên là khi mà mọi người tẩy đi với nước đi chăng nữa thì cái lớp dầu nó vẫn còn động lại và nó tiếp tục cái hiệu quả dưỡng ẩm cho môi. Như thế em này là một em rất là hữu hiệu, không chỉ lấy đi tế bào chết không mà nó còn nuôi dưỡng cho môi của mọi người nữa. Và quan trọng là tất cả những cái thành phần trong này thì đều là thiên nhiên lành tính và mức giá cực kỳ phải chăng luôn. Trinh sẽ để link bên dưới tới những cái trang của các bạn bên Bestson, nếu mà mọi người có hứng thú mua hàng thì cứ click bên dưới nha. Cuối cùng là cái thùng to nhất đến từ Style Korean. Đầu tiên là một cái bịch khăn giấy tẩy trang của Innisfree Apple Seed Cleansing Tissue, chiết xuất từ táo. Nếu mà mọi người chưa biết thì ngoài trà xanh, táo là một cái chiết xuất mà Trinh rất là thích ở trong mỹ phẩm. Ok. Wow. Tiếp theo là một cái kit đến từ Benton. Trời ơi, đẹp chưa? Nguyên một cái travel bag luôn á mọi người. Trong đây thì Trinh mua một kit này rất là rẻ, Trinh nhớ là có 300-400 ngàn hay là 200-300 ngàn thôi, nhưng mà có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 tới 7 sản phẩm của Benson luôn. Đầu tiên là một cái em gel lô hội Alo Propolis Soothing Gel, một em Snail Bee High Content Action. Em này thì Trinh có review từ lâu lắm rồi, em này có tác dụng làm đều màu da, chữa trị vết thương mau lành rất là tốt. Một em Cleansing Foam, một em Tea Tree Cleansing Toner, một em steam cream cùng với cái dòng Snail Bee này nè. Đó, nhưng mà cái này là kem. Đó, nhiều quá này. Một em aloe skin toner, toner có chứa BHA và aloe vera. Và cuối cùng là một em fermentation eye cream. Em này Trinh cũng có review rồi. Trời ơi, kem dưỡng ẩm cho mắt 10g. Nguyên cái kit này cực thôi. Kit này ở trên site Korean nha. Tiếp theo để Trinh coi còn gì đây. Tiếp theo lại là một value set đến từ Hamish. Trời ơi, kỳ này là Trinh mua được toàn những cái sản phẩm giá hời không à mọi người. Em này là cái kit tên là Dear Bear Skin của Hamish, một cái pouch màu hồng xinh quá. Đầu tiên chúng ta sẽ có một em gọi là trường tồn bất hủ của Hamish, đó là All Clean Balm, một cái em khác tẩy trang Trinh dùng tới 3-4 hộp này rồi. Một em sẽ rửa mặt All Clean Cream Foam và một em là White Clay Foam. Hai em sẽ rửa mặt, một em là màu xanh, một em này là màu trắng. Đây là gì? Đều chiết xuất từ đất sét hay sao á, cho nên là nó sẽ có tác dụng là làm sạch lỗ chân lông, ngăn đường mụn. Ở đây có thêm một cái em All Clean Balm nữa, tổng cộng là có tới 2 cái sample khác tẩy trang. Wow, thêm 2 cái sample Bulgarian Rose Satin, Bulgarian Rose Satin Cream. Đây là cái dòng kem phá ẩm, Trinh nhớ là rất là mắc của Hamish luôn. Và cuối cùng đây là em sản phẩm full size Aqua Sun Metal Cushion. Em này là cushion, nhưng mà Trinh nhớ là em này không có che phủ hay sao á, chỉ có chống nắng thì phải. Cút, tiếp theo lại là một cái kit. Trời ơi, lần này Trinh mua tới 3 kit. Kit này là của Som By Me kết hợp với Yuk Sung Jae AHA BHA PHA 30 Days Miracle Toner Serum Limited Edition. Đây là một cái set bao gồm có toner và serum hàng limited. Trong đây thì sẽ có một chai toner và một chai serum. Chai toner thì là 6ml, tổng cộng có 2 chai. Chai serum này hình như là full size phải. Đẹp quá. Neogen Vita Dual Cream Dawn Day Dawn Night. Chứ nhớ là em này Trinh mua kèm một cái set nào đó chứ không phải là mua lẻ. Đây là kem dưỡng của bạn John Kim. Nếu mà bạn nào có theo dõi K-Beauty, những cái bạn blogger người Hàn Quốc á, thì sẽ biết đến John Kim. Ủa, một hộp này thì có đến 2 ngăn. Một ngăn là kem dưỡng ban ngày và một ngăn là kem dưỡng ban đêm. Thơm á.
cái ngăn kem dưỡng ban ngày sau cái chất của nó có vẻ còn đặc hơn cái kem ban đêm ta. John có da cũng là da khô luôn, rất là giống với lại da của Trinh. Mình thấy đa số các bạn người Hàn Quốc đều có da khô, chỉ có Việt Nam mình là có da dầu thì phải. Cái chất kem của em ban ngày thì nó khá là đặc, nhưng mà không hiểu sao nó tan vào da rất là nhanh luôn, và nó không có bị nhận rít gì hết. Tiếp theo là một em mặt nạ dành cho mắt của Clavu Aurora Pearl Eye Mask. Cuối cùng, đây là những cái sản phẩm mà Trinh excited nhất trong cái lần Style Korean Haul này. Đây là những sản phẩm đã nổi tiếng đình đám một thời luôn. Không, một thời thì hơi quá, tầm khoảng mấy tháng, nhưng mà Trinh mua cứ bị out stock hoài, mãi cho đến ngày hôm nay thì Trinh mới mua được. Đây là những em sản phẩm của Goodle, chiết xuất từ vitamin C, dòng cream tangerine. Những cái em này được các blogger Hàn Quốc rất là yêu thích trong cái việc là nó làm cho sáng da, đẹp màu da. Và trong này Trinh đã mua được một em serum thần thánh full size, trời ơi, cream tangerine vitamin C dark spot serum. Trời, cái mùi rất là dễ chịu. Trinh nhớ là Sophie cũng rất là thích cái dòng này. Cái chai nó bằng thủy tinh đó mọi người, cực kỳ cứng cáp luôn. Tiếp theo thì Trinh có mua được một cái hộp vitamin C toner pad, một cái dạng bông, gọi là sao ta, cái dạng bông mà có thấm sẵn toner đó mọi người. Nó giống như là kiểu mấy cái hộp của Neogen á. Đó, đây, một cái hộp này thì có đến tổng cộng là bao nhiêu miếng? Có tổng cộng là 70 miếng, dùng được 2 tháng. Và cuối cùng là một hộp mặt nạ giấy. Thì đây tổng cộng là 3 sản phẩm của Goodle dòng Cream Tangerine. Trời, so excited. Đó mọi người thấy không, tất cả những cái sản phẩm vừa rồi của Style Korean thì Trinh mua chỉ với giá là 2.4 triệu thôi. Tính ra là siêu hời luôn, nhất là những cái value kit này nè. Nếu mà mọi người có hứng thú mua thì Trinh sẽ để link bên dưới trong phần description box nha. Và gần đây hình như là Style Korean đã bắt đầu có thể thanh toán bằng thẻ nội địa được rồi, không cần phải dùng thẻ Visa quốc tế, PayPal như trước kia nữa. Nên là bây giờ mọi người có thể trực tiếp mua từ Style Korean Việt Nam luôn. Tất cả đường link của những sản phẩm này Trinh sẽ để bên dưới, mọi người nhớ là cứ click vào mua là ok. Ok, ở đây là một cái bãi chiến trường thôi. Bây giờ tụi mình sẽ quay trở lại với cái em mặt nạ bùn matcha này. Nãy giờ chắc là cũng được 15 phút rồi đó. Thôi bây giờ Trinh sẽ đi tẩy để xem là da của mình bây giờ nó như thế nào nha. À, sau khoảng thời gian một lúc như vậy thì da Trinh nó không còn bị rát hay là chăm chích như lúc đầu nữa. Nó đã đỡ đi rất là nhiều rồi và không còn cái cảm giác khó chịu. Bây giờ Trinh sẽ tẩy đi. Nhưng mà trước mắt mọi người thấy cái lớp bùn này bắt đầu nó khô lại á. Đây, mọi người thấy không? Cái bề mặt nó rất là khô. Tuy nhiên có một điểm là nó không có làm cho da của Trinh bị căng ra. Tại vì một số các cái mặt nạ bùn khác khi mà nó khô lại thì giống như nó díu lại, nó hút hết cái chất ẩm, chất dơ bên trong da của mình, hút hết dầu á, thì nó sẽ bị nhăn. Còn em này thì thấy nó không có bị nhăn gì hết. Mọi người thấy không? Cử động cũng rất là bình thường. Thích quá. Bây giờ Trinh sẽ đi rửa cái này. Trời ơi, mệt quá. Hashtag blogger problem. Người đã quay trở về nhà tắm của Trinh. Bây giờ Trinh sẽ mặc cái lốt này vào. Ok mọi người, bây giờ Trinh đã rửa mặt đi, tẩy đi cái lớp mặt nạ bùn này rồi. Thì cảm giác đầu tiên lúc này đó là da của Trinh đang rất là ẩm. Trinh thấy rất là lạ, tại vì mặt nạ bùn thường sau khi mà rửa đi là da của Trinh nó sẽ bị khô ngay lập tức. Tuy nhiên đối với cái em này á, thì bây giờ da của Trinh vẫn rất là ẩm nè. Khi mà Trinh rờ vô thì cảm giác là bề mặt da của mình khá là mịn màng, không có bị mất nước và có phần căng bóng hơn nữa, mọi người có thấy vậy không? Đây, đây, ghi chú nha, những cái này không phải là dầu nha. Có nhiều bạn xem xong comment mặt đầy dầu, không biết giải thích như thế nào. Đó, cảm giác da rất là ẩm mịn, khá là thích. Còn cái việc có sạch hay không thì Trinh cảm thấy là nó chỉ sạch ở mức độ trung bình thôi. Trinh nghĩ là do em này chủ yếu là nó kiểu cấp ẩm á, cho nên là nó không có cảm giác là sạch kinh kít. Nhưng mà Trinh lại thích cái kiểu bùn này hơn là những cái bùn than, những cái bùn đất sét màu đen á. Nó sẽ làm cho da của mọi người siêu sạch, nhưng mà rờ vào là cảm giác da giống như là muốn nứt ra luôn á. Thì Trinh siêu thích cái em này, trời ơi. Còn những cái mụn đầu đen hay là tác dụng xe khít lỗ chân lông thì hiển nhiên là mình sẽ không có thấy liền ngay lập tức rồi. Chắc là phải dùng một thời gian thì sẽ thấy được. Tuy nhiên Trinh thấy em này là vì nó sẽ không có đẩy mạnh ở cái việc làm sạch, Trinh cảm giác là như vậy. Nên là cái hiệu quả trong việc chữa trị mụn đầu đen có thể nó sẽ không có mạnh bằng những cái dạng mặt nạ bùn đất sét than tre hơn. Nên là Trinh sẽ recommend em này cho những bạn mà kiểu da khô là một nè.
mọi loại da, nói chung da này chúng thấy xài cũng được. Và nhưng mà chủ yếu là những bạn nào mà kiểu thích da được mịn màng, vẫn ẩm, căng bóng thì xài em này sẽ rất là hợp. Trời ơi, hết sức bất ngờ về một cái hộp mặt nạ to đùng với giá mấy chục ngàn. Thật sự là không biết nói như thế nào, nhưng mà nội địa Trung cứ đưa Trinh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu mà Trinh khen quá thì mọi người sẽ nói là chắc là PR hay là quá là gọi là thiên vị. Nhưng mà thật sự đây là những cái cảm nhận của Trinh. Trời ơi, thích quá. Mặt rất là thích luôn. Bình thường nếu mà đắp mặt nạ hay là thậm chí rửa mặt đi nữa thì khoảng tầm 5 phút sau là Trinh đã phải đắp toner lên ngay lập tức, chứ không là da sẽ cực kỳ khô căng khó chịu. Nhưng mà em này cảm giác không hề. Ôi thích quá, thích quá. Mọi người thử nha, Trinh nghĩ là mọi người nên thử cái mặt nạ này đó. Ôi thôi. Hy vọng là chiếc clip này đã có ích. Nếu mà mọi người thích thì đừng quên hãy like và subscribe cho Trinh, cũng như là comment bên dưới những cái chủ đề video tiếp theo mà mọi người muốn Trinh làm. Thế ra thì Trinh phải đi skincare đầy đủ đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trinh sẽ gặp mọi người trong một video gần nhất nha. Bye bye.